Trả lời cho câu hỏi vì sao Trung tâm Dịch vụ An sinh Chữ thập đỏ liên tục ra quyết định thu hồi mặt bằng và cắt điện nước của quán, đại diện trung tâm đã có phản hồi. Việc mà trung tâm cho mãn tự sử dụng cái mặt bằng đó để làm cái công việc là thiện nguyện, đây là một cái việc làm rất có ý nghĩa. Tuy nhiên rằng là nó được giai đoạn đầu và những giai đoạn sau thì chị Phượng không có chấp hành theo tất cả các cái quy định của pháp luật cũng như là của địa phương, chưa đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa đăng ký phòng cháy chữa cháy và không chấp hành các cái quy định về sử dụng vỉa hè lòng đường. Thế trên cái tinh thần đó thì Trung ương hội cũng có một cái dự án khác để thực hiện cái trên cái mảnh đất đó. Theo chị Phượng, chủ quán mãn tự, chị đã nhiều lần chuyển tiền thuê mặt bằng vào tài khoản của ông Thịnh. Liên quan đến vấn đề này, ông Thịnh, giám đốc Trung tâm Dịch vụ An sinh Chữ thập đỏ cho rằng đó là tình huống bắt buộc. Đấy là một cái gọi là cái tình huống buộc nó phải làm như thế mới có thể thu hồi được từng phần một. Khi mà chị vận động được, chị chuyển nộp thì nó hết giờ làm việc, thậm chí có những cái hôm mà rất là muộn. Đấy, cho nên là thế còn thì cũng tôi cũng nói với chị này là cái số tiền đấy nó không có suy chuyển đi mất một cái xu nào cả. Khi mà nộp vào cả có nộp vào tài khoản cá nhân nhưng mà số tiền đó là đã được nhập về cơ quan và xuất hóa đơn đầy đủ. Với việc đã đầu tư với số tiền lớn và muốn duy trì hoạt động nên chị Phượng đã nhiều lần xin quán được phép tiếp tục hoạt động nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Đến giờ quán đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Vụ việc sẽ được đường dây nóng tiếp tục ghi nhận và phản hồi trong những bản tin sau.